Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang chương 5 Đó là ước lượng tham số và kiểm định giả thiết thống kê Mình sẽ tổng kết Các cái công thức Của phần này như sau Đầu tiên đó là mình sẽ có P là tần suất của tổng thể Với độ tin cậy là Peta Khi đó mình sẽ có cái khoảng tin cậy Của P với độ tin cậy là ta Sẽ là P này Lớn hơn hoặc bằng F trừ F long Nhỏ hơn là bằng F cộng F long Và mình sẽ đi xét cái điều kiện là n phải đủ lớn, tức là nf lớn hơn 10 và n nhân với 1 chữ f cũng lớn hơn 10. Trong đó, công thức của epsilon của mình sẽ bằng u của alpha trên 2 nhân với căn của f nhân 1 chữ f chia cho n. Và cái u alpha trên 2 này nó là cái công thức à nó là cái số mà sẽ có sẵn trong cái phụ lục của mọi người. Mọi người sẽ tra cái công thức đấy. Và thông thường ấy, mình uh, khi mà làm bài thì mọi người sẽ hay thấy alpha của mình sẽ bằng 0.05 đúng không? Có nghĩa là mình sẽ đi tìm được là u của 0,05 chia 2. Đấy. Thì sẽ bằng u của 0,025. Và thường thì nó mình hình nhớ là nó bằng 1,96. Đấy. Bình thường mọi người hay sẽ hay gặp cái alpha bằng 0,05. Được chưa? Và cái epsilon ấy, nó chính là độ chính xác của ước lượng. U alpha trên 2 là giá trị tới hạn mức alpha trên 2 của phân bố chuyển tắc N01. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ sang cái ví dụ này. Ví dụ là trong cái đợt vận động bầu cử tổng thống ở một nước nọ thì người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 1.600 cử tri. Thì trong đó, tức là trong cái 1.600 cử tri này có 960 người là bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Rồi. Độ tin cậy beta bằng 95%. Hãy ước lượng ứng cử viên A đã chiếm được tối thiểu bao nhiêu phần trăm số phiếu bầu. Đầu tiên là mình sẽ tìm, tìm P trước Thì P nó là tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên A Khi đó thì mình sẽ tìm ra được là tần suất mẫu F Nó sẽ bằng 960 chia cho 1600 Tức là có 960 người ứng cử cho Và bỏ phiếu cho ông A trên cho 1600 người Là mình sẽ tìm được F bằng 0,6 Và mình sẽ đi xét cái điều kiện Đó là N đủ lớn N nhân F sẽ phải bằng 960 là lớn hơn 10 rồi này N nhân với 1 chữ F bằng 640 cũng lớn hơn 10 Đấy thì mọi người chú ý là cái nào của mình ở đây Chính là bằng 1600 nhé Đấy Được chưa Nào 1600 thì 1600 nhân với 0.6 thì cũng bằng 960 Và 1600 nhân với 1 chữ F Tức là nhân với 0.4 là bằng 640 Khi đó thì mình sẽ tính được cái độ chính xác của ước lượng Đấy, đó nó chính là bằng an u của alpha trên 2. Mà alpha được tính như thế nào? Alpha sẽ được tính là bằng 1 trừ đi beta bằng alpha. chưa? Thì ở đây sẽ suy được là alpha bằng Đấy, 0.5. Đấy, 0.05. Nhưng mình đã nói ở phần trước đó là khi mà alpha bằng 0.05 thì mình sẽ suy ra được luôn là cái chỗ này là bằng 1.96. Đây này. Và mình sẽ thay vào, thay các cái công thức của mình vào là mình uh, sẽ được ra kết quả là f nhân 1 trừ f chia cho n đấy là mình sẽ ra được độ chính xác S long khi đó thì với khoảng tin cậy là 95% thì mình sẽ có cái khoảng đó là p p lớn hơn bằng uh, 0.6 tức là f uh, f trừ đi epsilon và f cộng với S long và mình sẽ lấy cái phần ở giữa này vậy sẽ có tối thiểu là có 57.6% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A bây giờ thì mình sẽ lại tổng kết một cái bài toán gọi là bài toán kiểm định tham số mu của biến ngẫu nhiên gốc N mu của và mu sigmoid bình mình sẽ có các bước như sau bước 1 đó là phát biểu giả thiết đối thiết gọi mu là giá trị trung bình cần kiểm định kiểm định giả thiết là H 0 của mình sẽ bằng mu bằng mu không và đối thiết nó sẽ có hai cái một là giả thiết hai là đối thiết tức là ngược lại đấy mu khác mu không mi không. tức là mi lớn hơn mi không và mi nhỏ hơn mi không sau đó thì mình sẽ chuyển sang bước thứ hai đó là chọn tiêu chuẩn kiểm định ừ, rồi à, đầu tiên là với cái trường hợp mà đề bài nó cho cái phương sai đề bài cho phương sai rồi thì cái t ấy, nó sẽ bằng uh, x bình x trung bình này trừ đi mi nhân với căn n chia cho sigma. t bằng x bình trừ đi mui nhân với căn n chia cho s khi mà chưa biết phương sai thì cái này này nó chính là độ lệch chuẩn đúng không căn của phương sai mà đây nó chính là độ lệch chuẩn thì, thì thứ hai là nếu giả thiết h không đúng tức là h là đề bài ấy, họ cho vi bằng vi không thì mình sẽ cho t bằng công thức này tương ứng với độ à, tương ứng với cái Um, phân bố chuẩn tắc. Được chưa? Và cái T nó sẽ bằng cái này tương với TN 1. Sau đó thì mình sẽ sang bước 3, đó là chọn cái miền bác bỏ. Mình sẽ có các cái dạng bài toán như sau, đầu tiên là bài toán số 1 này. H0 tức là mu bằng mu0 và H1 bằng mu khác mu0 thì mình sẽ có cái uh, W alpha của mình sẽ bằng trị tuyệt đối của T lớn hơn mu của alpha trên 2. Đối với trường hợp mà biết phương sai. Và đối với trường hợp chưa biết phương sai thì nó sẽ bằng T lớn hơn T của alpha chia 2 nhân với n trừ 1. Sang bài toán thứ hai này. Bài toán thứ hai mình vẫn là có H0 mu bằng mu0, H1 là mu lớn hơn mu0. Đấy, khi đó thì trường hợp biết phương sai của mình nó chỉ là T thôi. T lớn hơn alpha và chưa biết phương sai của mình sẽ là t lớn hơn t alpha nhân n trừ một tức là nó sẽ khác so với cái bài toán 1, đó chính là thứ nhất là nó không có trị tuyệt đối bởi vì nó là lớn hơn rồi nó là dấu lớn hơn cái thứ hai là nó không có chia 2 ở mức ở alpha nữa mà nó chỉ là alpha thôi bài toán thứ ba là bài toán ngược lại của bài toán thứ hai tức là h0 bằng mi bằng mi không này h1 là mu nhỏ hơn mi không thì khi đó mình thêm dấu trừ ở đằng trước Đúng không? Trừ T sẽ lớn hơn U alpha trường hợp biết phương sai Và Trường hợp chưa biết phương sai sẽ là trừ T Lớn hơn T alpha N trừ 1 Và mình sẽ có một cái chú ý ở đây Đó là nếu mà N lớn hơn 30 Thì cái T của alpha trên 2 Nhân với N trừ 1 chính bằng U alpha trên 2 Và T alpha nhân với N trừ 1 cũng chính bằng U alpha Đấy Tức là nếu mà mình gọi cái này bằng Alpha trên 2 bằng X đi Đúng không thì mình sẽ có được là với n lớn hơn 30 thì mình sẽ có luôn có được là tx nhân n 1 bằng u. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang bước 4, đó là kết luận. Tính các cái giá trị quan sát của tiêu chuẩn. À, thì mình sẽ có là x trung bình này, cái t quan sát của mình sẽ bằng x trung bình trừ đi mu0 nhân với căn n chia cho uh, sigmoid trường hợp mà động lịch chuẩn đã biết. Còn ngược lại nếu mà động lệch chuẩn chưa biết thì mình sẽ bằng uh, thì mình sẽ có được là uh, x gì trung bình. Mình sẽ đi tính x gì trung bình này, tính s. Khi đó thì mình sẽ tính được t quan sát giữ nguyên tử này và mình sẽ chia mẫu là chia cho s. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra các cái so sánh các cái giá trị quan sát với cái miền bác bỏ và kết luận. Nếu như là giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định rơi vào miền bác bỏ thì ta sẽ bác bỏ giả thiết H0 và chấp nhận H1. Còn nếu như mà giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định không rơi vào miền bác bỏ, ta chưa có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0, tức là nếu mà nó rơi vào thì mình sẽ là uh, rơi vào miền bác bỏ, ta sẽ bác bỏ giả thiết H0 và chấp nhận H1, còn nếu mà nó không rơi vào cái miền bác bỏ ấy thì mình lại ghi là chưa có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0 nghĩa là vẫn có trường hợp là mình sẽ chấp nhận hay không bây giờ thì mình sẽ sang cái tổng kết bài toán kiểm định tần suất p của tổng thể tham số p của biến ngẫu nhiên phân bố Bernoulli mình cũng sẽ thực hiện các cái bước tương tự đầu tiên bước đầu tiên đó là phát biểu giả thiết đối thiết thì kiểm định giả thiết của mình sẽ là p bằng b không và đối thiết sẽ là p khắp b không bước hai đó là chọn tiêu chuẩn kiểm định mình sẽ chọn tiêu chuẩn kiểm định T sẽ tính theo công thức này và F là tần số tần suất mẫu nếu mà H không đúng và kích thước mẫu đủ lớn thì nó phải thỏa mãn đó là NP0 lớn hơn 5 và N nhân với 1 trừ P0 cũng lớn hơn 5 khi đó thì mình sẽ tính được T theo công thức này Bước 3 cũng tương tự mình sẽ chọn các cái miền bác bỏ nhưng mà nó sẽ đơn giản hơn so với phần trên đúng không? cũng là bài toán số 1, là lambda bằng 0, U khắp bằng 0 thì mình luôn luôn có trị tuyệt đối. Đúng chưa? Luôn luôn có trị tuyệt đối là lớn hơn u alpha trên 2. Bài toán 2. H0 bằng uy bằng 0, H1 bằng uy lớn hơn uy 0 thì mình cũng sẽ có được cái miền bác bỏ là T lớn hơn u alpha. Đấy. Và bài toán 3 thì ngược lại với bài toán 2, mình sẽ thêm trừ T ở đằng trước và cũng lớn hơn u alpha. Rồi, bước 4 đó là mình sẽ kết luận tính các cái giá trị quan sát của tiêu chuẩn tính f đầu tiên là mình sẽ phải tính f tính f thì mình sẽ tính được t quan sát của mình sẽ bằng f trừ b 0 nhân với căn n chia cho căn của b 0 nhân với một trừ b 0 và sau đó thì mình sẽ đi so sánh các giá trị quan sát với cái miền bắc bỏ tức là cái miền này đúng không so sánh giá trị quan sát với miền bắc bỏ là so sánh với cái ở có bước ta và đưa ra kết luận nếu mà cái giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định rơi vào cái miền bắc bỏ thì ta sẽ bỏ giả thiết H0 và chấp nhận H1. Và ngược lại thì mình vẫn uh, chấp nhận H0, uh, không có cơ sở để bác bỏ H0 đấy. Tương tự giống như phần ở bên trên. Bây giờ thì mình sẽ đi vào ví dụ. Ví dụ là mình có một đảng chính trị trong một cuộc bầu cử tổng thống ở nước nọ tuyên bố rằng là có 45% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A của đảng họ. Chọn ngẫu nhiên ra 200 cử tri để thăm dò ý kiến và thấy có 862 cử tri tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho A. Với mức ý nghĩa là 5% hãy kiểm định xem là dự đoán của đảng trên có đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ gọi P là tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Mình sẽ đưa ra thứ nhất là kiểm định. Mình sẽ kiểm định trước đó là giả thuyết H0 là P bằng 0,45. Đây, theo yêu cầu theo như đề bài này. Và đối thiết H1 sẽ bằng P khác 0,45. Khi đó thì mình sẽ xác định được là N nó có đủ lớn hay không. Mình đến N nhân P0 trước. P0 của mình bằng 0.45 này. Đây là P0. N của mình bằng uh, 2000 đó. N bằng 2000 thì mình sẽ có NP0 bằng 900 lớn hơn 5 rồi. N nhân 1 chứ P0 cũng bằng 1100 cũng lớn hơn 5. Vậy là mình đã thỏa mãn được cái điều kiện. Vậy thì với giả thuyết H0 đúng thì ta sẽ có tiêu chuẩn kiểm định là T. Đấy mọi người sẽ tính theo công thức này. Và mình sẽ cũng tính được là alpha bằng 5%. À, như mình nói bên trên thì mình sẽ có được u alpha trên hai bằng 1,96. Đây là một cái số khá là đẹp và cũng rất là nhớ. Khi đó thì mình sẽ tính được cái miền bắc bỏ của mình. Bởi vì là cái h1 của mình nó là khác mà. Một h1 là p khác p không. Cho nên là cái miền bắc bỏ của mình nó phải có trị tuyệt đối nhé. Vậy trị tuyệt đối của t lớn hơn u alpha trên 2 tức là lớn hơn 1,96. Khi đó uh, tiếp theo là mình sẽ tìm cái tần suất mẫu đó là tính f F sẽ bằng 862 chia cho 2 ngàn bằng, và bằng 0,431. Cuối cùng đó là mình sẽ đi tìm cái giá trị quan sát tiêu chuẩn kiểm định. Mình sẽ thay F vào đây. Thay F vào cái t quan sát của mình để mình tính được ra là cái t quan sát là bằng trừ 1,708. Và sau đó thì mình sẽ đi so sánh với cái miền bỏ mà mình nói bên trên. Mình thấy được là trị tuyệt đối của T bằng uh, T quan sát là 1, nhỏ hơn 1,96 tức là nó nó đang đi ngược lại với cái miền bắc bỏ nó không nằm ở trong cái miền bắc bỏ cho nên là mình sẽ đưa ra kết luận là chưa có cơ sở Đấy, chưa có cơ sở để bác bỏ h không nghĩa là mình đã thừa nhận cái dự đoán của Đảng không có không có cái cơ sở nào để mình bác bỏ cả tức là mình vẫn có vẫn có thể chấp nhận vẫn chấp nhận được